Giới thiệu với mọi người, đu đủ này là đu đủ không hạt. Hôm trước mình có quay video cái cây đu đủ nhà mình nó có nhiều trái đó. Thì mình hái xuống đây mình cúng được mấy bữa nay nó chín nè. Rồi mình xẻ ra là không có một hộp luôn nha mọi người. Đu đủ này không có hạt. Kiếm một hạt không có luôn. Đây, lần đầu tiên mình ăn đu đủ không hạt. Nè mọi người. Hôm bữa mình hái được mười mấy trái rồi mình chia cho gia đình, anh chị, cô bác rồi người mấy trái, người hai trái. Còn lại ở nhà hai trái. Không có hạt luôn. Đây. Mọi người có thể tìm mua giống đầy. Mua giống này không có hạt. Mọi người thấy không? Đây. Nãy có ăn thử một miếng này ngon lắm nha mọi người. Lần đầu tiên. Đó. Đây, trái thứ hai này cũng không có hạt. Hấp dẫn. Lạ ha. Hôm bữa trời mưa gió thổi mà nó tróc gốc nó ngã xuống. Nó ngã xuống cái mình hái vô luôn, mấy trái bự mình hái vô rồi mình cúng ông bà. Sau khi cúng thấy nó hườm hườm nó chín rồi, gần chín rồi bắt đầu đem cho chia cho gia đình người hai trái. Không nghe mấy anh chị với bên nhà em mình nó nói là ăn ngon mà không có hạt luôn. Nay mình bỏ mình xẻ ra thử. Đúng là không có hạt luôn mọi người. Lần đầu tiên mới thấy đu đủ không hạt. Công nhận kỹ thuật nhà nông mình bây giờ hay ghê ha. Từ trái đu đủ rất là nhiều hạt, bây giờ là ra giống cây đu đủ là không có một hạt. Rất độc đáo. Mà nếu mà không có hạt như vậy, mà nếu mà muốn trồng cái giống đu đủ này lấy cái gì trồng mình không biết luôn. Mà hộp đâu trồng. Không lẽ không hiểu luôn là không 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 hiểu sao mà ra được cái đu đủ khác, muốn trồng là sao trồng. Tại đu đủ là phải trồng bằng hộp. Mà cái này không có hộp mà lấy gì trồng cái khác. Ngộ ha. Mọi người có thông tin gì về cái đu đủ này mọi người có thể comment bên dưới để cho mình thêm thông tin như sao mà nếu mà không có hộp thì sao mà trồng cây đu đủ khác được. Cây đu đủ đâu phải nó sống hoài nó có trái hoài đâu, nó cũng phải có giai đoạn đến khi nào nó cào cỗi nó già nó phải chết thì lúc đó lấy gì trồng cây khác. Rồi ở ngoài tiệm hạt giống người ta bán cái hộp đu đủ không hạt là sao mình không hiểu. Mọi người có thể giải đáp. Rồi hôm nay review ngắn gọn cho mọi người cây đu đủ nhà mình là không có hộp. Rồi, mọi người có thể liên hệ chỗ bán hạt giống hỏi mua cái giống này nha. Món giống này hình như là chỗ nào cũng có bán hết. Mình mua ở chợ ở dưới quê mình về trồng thử. Trồng được cũng 7-8 tháng thì nó có trái. Có trái khoảng 2 tháng nữa mới 2 tháng 2 tháng mấy mới 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 ăn được. Mới hái xuống. Đây. Một cây đủ mà ăn cả đại gia đình luôn nha mọi người. Chia cho cũng 7-8 nhà. Mỗi nhà hai trái. À. Nhìn nhìn đẹp ha, không có hộp nào. Lạ thiệt. À. Rồi. Hết sức độc đáo. Hồi đó giờ thì dưa thì có dưa không hạt. Rồi cái gì không hạt nữa ta, hình như chỉ có dưa không hạt. Kiến thức nông nghiệp mình cũng hạn hẹp, mình chỉ suy nghĩ ra được cái dưa không hạt, nhớ lại cái dưa là không có hạt, còn biết cái cây gì mà không có hạt nữa. Cái gì mà có hạt mà nhân giống ra mà đột biến thành không có hạt. Giờ có cây đu đủ bổ sung kiến thức thêm một cây nữa là cây đu đủ không hạt.
ngoài dư không hạt thì có đủ không hạt. Nếu mốt mà nhà nông mình làm sao mà nghiên cứu ra cây thanh long không hạt luôn, cái đó mới là hay, siêu siêu sao, đó là đẳng cấp, thanh long mà không hạt luôn thôi. Rồi thôi, mình xin kết thúc video nha. Chào mọi người, chúc mọi người sức khỏe, cảm ơn mọi người xem video nha.